Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày hôm nay để siêu sao Messi xuất hiện trong MV của Zack. Một lần được sống trong mơ chính thức là lúc Zack gặp được nhiều thần tượng. Tiền đạo Lionel Messi tại Pháp vài tháng trước và thực hiện MV Nơi tôi sinh ra là cách để Zack lưu giữ khoảnh khắc với một huyền thoại sống cũng như là hành trình tôi tìm được lý tưởng sống cho riêng mình. Zack cho biết, bài hát từ Nơi tôi sinh ra bắt nguồn từ những mối duyên kỳ diệu trong đời trước khi đến với âm nhạc và trở thành ca sĩ. Zack từng là một cậu bé Phương Tuấn có đam mê lớn với bóng đá ở quê nhà Bến Tre. Zack khi ấy có thể đá bóng mỗi ngày, từng thi đấu một số giải trở thành vua phá lưới của huyện và được mời tham gia huấn luyện tại lớp đào tạo tài năng của tỉnh. Cậu bé Phương Tuấn rất là thần tượng tiền đạo Lionel Messi, luôn ao ước có ngày được gặp nhưng cũng hiểu rằng đây chỉ là mơ ước viển vông khó mà chạm tới được. Khi đã nổi tiếng với vai trò là ca sĩ, Zack vẫn không thay đổi tình yêu dành cho bóng đá của mình. Ngược lại, anh cũng được môn thể thao vua này truyền cảm hứng mạnh mẽ, không thể thôi nghĩ về ước mơ thở bé mỗi ngày của mình. Cuối cùng, Zack quyết định táo bạo, bằng mọi cách phải thử cho được để biến ước mơ gặp gỡ Lionel Messi thành hiện thực của mình. Và Zack kể, qua một vài người anh mai mối, anh sang Paris, Pháp vào tháng 5 vừa qua để chuẩn bị cho buổi hẹn gặp Lionel Messi của mình. Tôi dở tiếng Anh và tôi quyết định học tiếng Tây Ban Nha mấy tháng trước cho chuyến đi này. Nhưng khi gặp thần tượng, tôi quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi đã nói những gì đến nay tôi cũng không thể nhớ được. Chỉ nhớ một điều duy nhất, đó là câu chào tiếng Tây Ban Nha. Tôi rất vinh dự được gặp anh và được anh chào lại như thế đấy. Zack nói. Buổi gặp gỡ định mệnh mang đến cho Zack gặp nhiều cảm xúc mà Zack chia sẻ. Trên hết là điều gì đó rất là gần gũi, như là bạn bè, người thân, chứ không có khoảng cách của một ngôi siêu sao và người hâm mộ nhỏ bé như mình. Zack cảm nhận rõ và muốn biến ước mơ hóa thật này thành câu chuyện truyền cảm hứng đến với các cộng đồng và khán giả. Không gì là không thể, dám ước mơ, dám nghĩ và dám làm. Sau khi về Việt Nam thì Zack đã làm điều đó với thứ mà mình giỏi nhất là âm nhạc, để truyền tải năng lượng tích cực đến với nhiều người nhất có thể, với ý tưởng đầu tiên bắt nguồn từ Nơi tôi sinh ra. Đó là chính là tên ca khúc mà anh đã thực hiện thành những thước phim. Zack muốn gọi như vậy thay vì MV, như một sự tôn trọng với huyền thoại Lionel Messi Ibunga. Không khoảng thời gian hoạt động nhiều, Zack cho biết anh đi tìm bản ngã con người mình, muốn sống có mục tiêu để truyền tải năng lượng tích cực đến nhiều người hơn nữa, chứ không riêng về bản thân mình. Với tinh thần đó thì Zack nghĩ đến một ca khúc Latin mang màu sắc âm nhạc lễ hội, có giai điệu tươi sáng, giàu năng lượng, để khi nghe nhạc mang lại cảm giác thôi thúc và hướng tới điều gì đó mà mình khát khao. Đời ta như cơn gió, hoa mơ màng đung đưa theo gió, đôi chân vàng hương thơm đó nhịp nhàng la 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 la. Lời hát trong sáng như ca khúc của anh khi sang gặp Lionel Messi. Và đó là thông tin mà chính ca khúc Zack vừa mới ra cách đây mấy phút. Nguồn gốc của ca khúc đó, đó là do video của tôi. Zack đã ra MV về một thần tượng của mình. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên ấn đăng ký và chuông. Tạm biệt anh em.